Gương vỡ lại lành, tiếng Hán Việt là phá kính trùng viên. Người ta thường dùng câu này để chỉ sự tái hợp giữa hai người yêu nhau sau một thời gian dài xa cách hoặc từng sứt mẻ trong tình cảm. Vậy câu nói này xuất phát từ đâu? Mời quý khán thính giả hãy cùng Tinh Hoa TV lắng nghe câu chuyện dưới đây. Từ đâu gương vỡ lại lành, phu quân nhường vợ mấy ai tỏ tường. Thành ngữ này bắt nguồn từ một câu chuyện chép trong Bản Sự Thi, kể về tình cảm thủy chung của đôi vợ chồng, đồng thời ca ngợi mỹ đức của người xưa trong việc giúp người khác hoàn thành ước nguyện. Điển tích của thành ngữ này như sau. Chuyện kể vào thời Nam Bắc Triều, em gái của Trần Hầu Chủ, Trần Thúc Bảo là Nhạc Xương công chúa, có tài năng và dung mạo xuất chúng. Bà là vợ của Từ Đức Ngôn, một môn khách của Thái tử. Lúc nhà Trần suy yếu, Từ Đức Ngôn thấy thế cục hỗn loạn, bèn nói với vợ: với tài năng và dung mạo của nàng, nếu đất nước rơi vào diệt vong, nàng nhất định sẽ lưu lạc đến một gia đình giàu có và quyền lực. Sợ rằng chúng ta sẽ mãi mãi xa rời. Còn nếu duyên phận chưa hết thì có thể gặp lại nhau, nên giữ lại một tín vật. Từ Đức Ngôn bèn lấy một tấm gương đồng bẻ làm đôi, hai vợ chồng mỗi người một nửa. Anh nói: sau này đến ngày rằm tháng giêng, nàng nhất định phải đem tấm gương này ra chợ bán. Nếu ta nhìn thấy, ta sẽ tìm nàng. Sau này, nhà Trần diệt vong, hai vợ chồng mỗi người một nơi. Nhạc Xương công chúa quả nhiên lưu lạc vào phủ của Việt quốc công Dương Tố làm thiếp. Dương Tố cũng rất sủng ái nàng. Còn Từ Đức Ngôn thì sống lang bạc tha hương. Vất vả lắm, Từ Đức Ngôn mới quay lại được kinh thành. Đợi đến ngày rằm tháng giêng, anh đến chợ thì thấy một ông lão đang rao bán nửa tấm gương với giá rất cao. Mọi người xung quanh đều chê cười ông ta. Chỉ Từ Đức Ngôn là thấy rất xúc động. Anh dẫn ông lão tới chỗ của mình, sau đó từ từ thuật lại mọi chuyện. Vừa nói, anh vừa lấy ra một nửa tấm gương của mình, ghép với nửa tấm gương còn lại của ông lão thì đúng là vừa khớp. Sau đó Đức Ngôn đề lên đó một bài thơ: người đi, gương cũng đi, gương về, người không về. Hằng Nga đâu chẳng thấy, chỉ thấy ánh trăng lòe. Nhạc Xương công chúa đọc được bài thơ thì khóc sức mướt, không chịu ăn uống. Dương Tố biết chuyện rất thương cảm, liền phái người đi tìm Từ Đức Ngôn, quyết định trả vợ cho anh, còn tặng hai người rất nhiều tiền vật. Trước khi từ biệt, Dương Tố làm một bàn tiệc rượu, còn bảo Nhạc Xương công chúa đề một bài thơ: hôm nay là ngày gì lạ thế? Phu quân mới ngồi đối mặt với phu quân cũ. Ngồi ở đây không biết nên vui hay buồn. Lúc này mới hiểu rằng làm người khó lắm. Sau đó, Nhạc Xương công chúa và Từ Đức Ngôn quay trở về Giang Nam. Hai người sống với nhau đầu bạc răng long. Quý khán giả thân mến, với loạt bài đi tìm nguồn gốc thành ngữ, Tinh Hoa TV mong muốn gửi đến câu chuyện về những điển tích, điển cố gắn liền với các nhân vật lịch sử để giúp người xem hiểu hơn về những điều thần an bài và lưu lại cho con người hôm nay.